Hà Lê xin trân trọng kính chào khán giả của Vietcao TV, chào đón quý vị đến với chương trình Oki khỏe đẹp do Oki Rong Nho Biển tài trợ. Ngày hôm nay một lần nữa thì Hà Lê xin chào đón đến Vivian Hà, cô là một trong những đại diện của Oki Rong Nho. Chào Vivian. Dạ, chào chị Hạnh Lê. Vivian xin chào mừng quý vị đến với chương trình Oki khỏe đẹp do công ty Rong Nho Oki tài trợ. Hôm nay Vivian rất là vinh dự được đến với chương trình này để giới thiệu và trả lời những cái câu hỏi mà từ trước tới nay Vivian được nghe rất là nhiều. Và hôm nay chương trình này là để mục đích đó là để trả lời những cái câu hỏi cho quý vị liên quan đến cái sản phẩm Rong Nho Biển Oki như thế này. Dạ vâng. Và thưa quý vị, đây là một trong những cái lý do tại sao Hành Lê và Vivian có mặt trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Trước hết thì trong một vài tuần lễ vừa qua, khi mà chúng tôi giới thiệu về cái Rong Nho Biển, thì đối với những người đã sử dụng qua cái Rong Nho Biển thì thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị không có xa lạ gì về cái cách sử dụng của nó, cũng như là quý vị luôn rất là thích cái sản phẩm này. Tuy nhiên, đối với những quý vị nào còn rất mới với Rong Nho Biển thì ngày hôm nay thì anh Lê sẽ cùng khám phá với Vivian để mà giải thích thêm cho quý vị về những cái Rong Nho Biển này, cách sử dụng như thế nào và tại sao chúng ta cần phải ăn cái Rong Nho Biển này, thưa quý vị. Bây giờ thì trước hết thì chúng tôi sẽ đi vào cái câu hỏi đầu tiên, đó là cái Rong Nho Biển này được sử dụng như thế nào. Dạ, cảm ơn chị. Vivian là brand ambassador cho công ty Rong Nho Oki và Vivian cũng là chuyên nghiên cứu về dinh dưỡng, tất cả những cái khoa học, những cái tính chất dinh dưỡng sau lưng của những cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng thì đó là chuyên ngành của Vivian. Lý do mà Vivian đến làm cái chương trình giới thiệu về rong nho không phải là Vivian bán rong nho mà nói tốt về rong nho, nhưng thực tế là dưới con mắt của một cái nhà dinh dưỡng học chuyên nghiên cứu về dinh dưỡng thì Vivian sẽ nói trả lời những cái câu hỏi liên quan đến rong nho mà mang cái tính chất khoa học nhất để cho quý vị hiểu rõ hơn về rong nho và quyết định và sự quyết định chọn lựa của quý vị có nên sử dụng cái sản phẩm rong nho hay không, đó là quyền chọn lựa của quý vị. Nhưng mà dưới con mắt của một về nghiên cứu dinh dưỡng thì hôm nay sẵn chị Hạnh Lê ở đây sẽ có những cái câu hỏi về rong nho thì mời chị hỏi rồi. Em thì thưa quý vị, trước hết thì cái rong nho khi mà chúng ta ăn bình thường hàng ngày đó thì người Việt Nam của mình hay ăn dưa leo nè, hay ăn những cái đồ salad, những cái regular gọi là salad bình thường của mình. Tuy nhiên rong nho ngay cả với Hành Lê cũng vậy, khi mà được Vivian cũng như là Philip giới thiệu về cái rong nho này thì mình thấy rất là lạ. Thành thử ra là chắc có lẽ như Vivian nói, cô là một nhà dinh dưỡng học thì cô sẽ hiểu hơn ai hết những cái tính chất có trong rong nho biển là gì. Thì bây giờ chắc có lẽ là Hành Lê sẽ mời Vivian chia sẻ là trong cái rong nho này nó có những cái chất gì mà tại sao chúng ta phải cần tới nó. Thưa chị và thưa quý vị, về rong nho thì nó đã đây là một cái loại tảo biển đã sử dụng do người Nhật sử dụng trên 35 năm nay rồi chị. Và rong cái lý do mà gọi là rong nho vì hình dáng của nó giống như là một cái chùm nho và ăn vào có cái độ giòn giòn. Về cái tính chất dinh dưỡng của rong nho thì phải nói là rất là nhiều. Vì có thể ngồi list luôn một cái 10 cái lý do về cái health benefit của rong nho, nhưng ngày hôm nay vì thời gian có hạn, Vivian chỉ muốn tập trung nói về một cái tính chất dinh dưỡng rất là quan trọng ở trong rong nho mà khi chúng ta không thể bỏ qua, đó là cái chất collagen ở trong cái giống tảo biển này. Oh wow. Rồi mời Vivian, cái chất collagen sẽ giúp được gì cho cái sức khỏe mình? Nói về cái tính chất khoa học collagen, đầu tiên chúng ta phải biết collagen là cái gì. Collagen nó là một hợp chất dạng protein ở trong trong cơ thể của mình là 25-35% trong cơ thể của mình là protein. Cái chất collagen nó rất là quan trọng trong cơ thể bởi vì nói một cái cách đơn giản, collagen là một cái dạng keo, keo dán. Khi mà trong cơ thể mình nó có rất là nhiều cells, nhiều cái tế bào, nhiều membrane, nhiều cơ, thì 25-35% trong cơ thể mình là cái collagen đó. Và khi chúng ta sinh ra
cơ thể có rất là nhiều collagen, nhưng khi mà mình lớn lên, mình lớn tuổi thì collagen trong người sẽ bị thiếu đi, bị mất đi. Thì rất là quan trọng cần phải bổ sung collagen trong cơ thể của mình. Bình thường á thì người ta chỉ nói là collagen tốt cho tóc, cho da. Lý do mà nó tốt cho tóc, cho da là vì nó có tính chất kết dính. Mà nếu cái trong cái cơ thể mình mà không có đủ cái chất kết dính đó thì da của sẽ bị chảy xệ, tóc của khử cũng sẽ yếu hơn, nó sẽ không có mạnh, rụng, nó sẽ bị rụng, da chảy xệ và những cái cơ bắp của mình á nó không có được săn chắc, nó sẽ bị chảy xệ. Hay quá. Đó, cái đó là cái về ở bên ngoài của collagen thôi, nhưng mà cái vấn đề rất là quan trọng. Collagen nó có, nó cần có ở trong răng của mình cũng cần phải có collagen, trong xương của mình cũng cần phải có collagen, và đặc biệt là ví dụ như là nếu mà mình không có collagen trong xương á thì nó xương của mình nó bị yếu đi. Đó, cho nên collagen nó không phải chỉ cho những chị em phụ nữ của chúng ta đâu, mà tất cả mọi người, những quý ông cũng cần phải có cái chất collagen trong cơ thể này để mang tính chất kết dính. Những cái xương sụn của mình cần phải có collagen để mà nó kết nối với nhau. Tuyệt vời, đó là một trong những cái điều mà hôm nay Hạnh Lê được học từ Vivian nha quý vị. Tại vì bình thường phụ nữ mình đó thì hay xài collagen. Ví dụ như mình xài collagen thoa lên trên mặt hoặc là chích collagen ngày nay rất là phổ biến. Tuy nhiên đó cũng là một trong những cái lý do mà anh thấy là rất quan trọng. Mình càng suy nghĩ thì mình thấy rằng nếu mà phụ nữ không sử dụng collagen thì giống như da của mình chảy xệ là mình già rất nhanh, đúng không? Nhưng mà rong nho nó có cái chất collagen trong đây, thì khi mà mình sử dụng, khi mình ăn vào, nó không những tốt cho da dẻ của mình, không những tốt cho nail của mình, không những tốt cho tóc của mình, mà nó còn tốt cho xương của mình nữa, phải không? Thì đó sẽ là một trong những cái yếu tố mà nó giúp cho mình đỡ bị đau nhức nè. Xương của mình không có bị fragile, làm nó không có dễ để mà bị vỡ, bị gãy. Đó, thành thử ra đây là một trong những cái điều mà anh Lê được học từ Vivian ngày hôm nay rất là hay về cái nhông rong nho biển này, mà có lẽ quý vị cũng như Hạnh Lê nếu không nghiên cứu, không nghe được thì có lẽ là mình sẽ không biết về nó, đúng không Vivian? Và Hạnh Lê biết rằng cái rong nho biển này được bán ở rất nhiều nơi, cho nên là với cái tính chất collagen trong cái rong nho này thì chắc có lẽ đó chỉ là một trong những thành phần trong cái rong nho này mà thôi, đúng không? Thì trong những cái chương trình sắp tới á, thì Hạnh Lê sẽ nhờ chuyên gia dinh dưỡng này, Vivian sẽ chia sẻ thêm với quý vị về những cái tính chất khác trong cái rong nho biển này. Thành thử ra một lần nữa, ngày hôm nay với cái thời hạn rất là ít ỏi của chúng ta thì mình sẽ đi qua một những trong những cái yếu tố mà cũng không có kém phần quan trọng. Khi mà mình sử dụng một cái sản phẩm nào đó thì thưa quý vị, mình phải sử dụng đúng thì nó mới có hiệu quả tốt nhất, đúng không? Đúng. Thì ngày hôm nay thì Vivian chia sẻ lại với quý vị thêm một lần nữa cái cách sử dụng như thế nào. Dạ, em cảm ơn chị. Hiện tại công ty Rong Nho OK rất là biết ơn đã được bán trong tất cả những cái siêu thị của khu Việt Nam mình, ở khu Orange County, San Jose, San Francisco. Khi mà quý vị ra chợ thì sẽ thấy rong nho OK được bày bán rất là nhiều. Nhưng như chị nói, khi một cái sản phẩm nào ra đó, lý do vì ở đây là cũng muốn hướng dẫn cho quý vị cái cách sử dụng rong nho đúng cách, và ăn trong cái thời điểm nào và ăn như thế nào để mà chúng ta đạt được những cái giá trị dinh dưỡng cao nhất của cái món này. Không phải là giống như collagen hiện tại nó rất là quan trọng đối với cơ thể, nhưng mà nếu mà quý vị không có những cái kiến thức để mà chọn mua những cái collagen đúng thì chúng ta sẽ bỏ tiền ra mà không có đạt được những gì mình mong muốn. Ví dụ như trên thị trường có rất là nhiều bột collagen và dạng collagen dạng nước, nhưng mà collagen trong rong nho là nó hoàn toàn tự nhiên, bởi vì collagen trong rong nho là một cái dạng thức ăn, một cái dạng rau ở ngoài biển. Thì khi mà chúng ta ăn cái rau này, cơ thể của chúng ta nó sẽ hấp thụ collagen một cách tự nhiên nhất mà không hề có hóa chất gì hết. Thì bởi vì nó là dạng rau mà, thì khi mà trong đây cái thành phần trong đây chỉ có rong nho thôi, chứ không có những cái hóa chất khác. Thì chúng ta rất là an tâm khi mà ăn
rong nho để bổ sung collagen trong cơ thể. Công ty rất là hoạt động rất là tích cực, mỗi cuối tuần đều có những cái chuyên gia tư vấn về rong nho tất ở những cái siêu thị lớn giống như là siêu thị Đà Lạt nè, AA Market, Sài Gòn City hoặc là Á Đông, thì công ty hướng dẫn có những cái chuyên gia tư vấn về rong nho ở đó làm thử cho quý vị ăn, hướng dẫn cái cách ngâm rong nho như thế nào để mà khi mình nó ăn nó không có bị mặn và nó ngon nhất và ăn vào cái thời điểm nào. Thì mời quý vị cứ mỗi cuối tuần đi ra các siêu thị Việt Nam, nếu mà thấy những cái quầy những cái chuyên gia tư vấn rong nho ở đó thì mời quý vị dừng lại ăn thử cái rong nho này như thế nào và nghe các cô tư vấn hướng dẫn. On top of that là mỗi lần mà làm demo, công ty đều chia ra những cái phần quà cho quý khách. Thứ nhất là sẽ được giảm giá nè, nếu những cái cuối tuần thì hay có giảm giá, và khi mà quý vị mua 2 hộp rong nho trở lên cũng được tặng quà. Và tháng này có những cái chương trình rất là đặc biệt, như là mua 4 hộp rong nho sẽ được tặng 1 chai nước sốt dầu mè 32 ounce. Và thưa quý vị, nghe Vivian nói là quý vị nhớ trong cuối tuần lễ này, nếu quý vị nào mà có đi chợ nha quý vị, đang có bán tại tất cả các chợ Việt Nam của chúng ta, từ miền Nam cho tới miền Bắc California, quý vị có thể đến khu Little Sài Gòn tại miền Nam California, tất cả các chợ đều có, và miền Bắc Cali ở San Jose cũng như là San Francisco luôn cũng có cái rong nho biển này. Quý vị nhớ ghé đến, khi mà quý vị đi chợ đó thì quý vị ghé đến những cái quầy, và luôn luôn mỗi cuối tuần đều có các anh em chuyên viên để mà giúp cho quý vị thử cái rong nho trước khi mà quý vị mua. Và một cái điều mà Lê muốn nhấn mạnh ở đây đó là khi quý vị mua một cái hộp rong nho biển như thế này đã được preserve, những cái không có cái không có cái phẩm màu nè, cho những quý vị nào mà ăn chay đều có thể mua được những cái rong nho biển này. Ngoài ra đây là một trong những cái sản phẩm tự nhiên preserve 100%, không có phẩm màu, không có tất cả những cái thành phần đều là tự nhiên thiên nhiên hết, cho nên quý vị sẽ rất an tâm với cái chất lượng của sản phẩm cũng như là tới cái sức khỏe dinh dưỡng của mình. Cho nên là một lần nữa Hành Lê, cái số điện thoại mà quý vị có thể liên lạc, và công ty Oki Trading cũng sẽ giúp cho quý vị có thể distribute những cái sản phẩm này. Quý vị có thể gọi ở cái số là 714-726-9911, 714-726-9911 hoặc là 424-353-1629 để biết thêm chi tiết về thông tin của sản phẩm Oki rong nho Nhật Bản này. Thưa quý vị, một lần nữa thì cảm ơn Vivian rất là nhiều, và sẽ hẹn Vivian lại vào trong cái chương trình talk show lần sau để mà chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều thêm hơn về những chất dinh dưỡng có trong Oki rong biển này. Bây giờ thì mời Vivian mời lời chào cuối đến cho quý vị khán giả trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị, và nên nhớ quý vị có những cái câu hỏi gì liên quan đến dinh dưỡng, liên quan không chỉ cái về rong nho không, và những cái gì mà liên quan đến dinh dưỡng thì cứ gọi cho Vivian ở số điện thoại 424-353-1629. Vi sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi này cho quý vị, tại vì ước mơ của Vi là cũng muốn chia sẻ những cái kiến thức của mình biết được cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, để chúng ta có thể là sống lâu hơn, sống khỏe hơn và sống happy hơn. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Oki rong nho biển vào lần sau.